Xin chào quý thầy cô, trong video này OLM sẽ hướng dẫn thầy cô cách chuyển học sinh từ lớp này sang lớp khác hoặc thêm cùng một học sinh vào nhiều lớp nhé. Đầu tiên thầy cô đăng nhập vào tài khoản giáo viên của mình. Nhấn vào tên ở góc trên bên phải, chọn trang giáo viên, quản lý lớp học. Giả sử có một học sinh ở lớp 9A, năm nay chuyển sang lớp 9B, thầy cô hãy nhấn vào danh sách học sinh ở lớp 9A. Phía bên phải thấy nút tùy chọn màu xanh nước biển. Chọn chuyển lớp. Chọn lớp mới, như ở đây đã nói là lớp 9B. Thầy cô tìm lớp 9B trong danh sách các lớp mà mình đã tạo ra. Nhấn chuyển lớp. Như vậy là thầy cô đã chuyển lớp thành công cho học sinh này rồi. Ở lớp 9A, thầy cô không thấy tên học sinh Nguyễn Văn A trong danh sách nữa, mà vào lớp 9B sẽ thấy học sinh đó. Cách thứ hai, nếu thầy cô muốn một học sinh ở nhiều lớp, ví dụ thầy cô tạo ra một lớp đội tuyển học sinh giỏi toán 9 và muốn thêm học sinh Nguyễn Văn A này vào, thì thầy cô hãy nhấn vào lớp 9 học sinh giỏi toán, đánh đúng tên đăng nhập của học sinh Nguyễn Văn A. Sau đó nhấn thêm tài khoản. Ở đây thì hệ thống thông báo tên đăng nhập này đã tồn tại ở lớp 9B Nguyễn Văn A rồi và có hai nút là nút chuyển sang lớp này màu xanh nước biển hoặc là nút thêm vào lớp này nữa màu cam. Nếu chọn nút chuyển sang lớp này, tức là thầy cô sẽ chuyển hoàn toàn học sinh này từ lớp 9B sang lớp hiện tại, giống như cách đầu tiên vừa thực hiện. Thế còn nếu muốn giữ nguyên học sinh ở lớp 9B, đồng thời thêm học sinh vào lớp đội tuyển học sinh giỏi toán này, thì thầy cô hãy nhấn nút màu cam, thêm vào lớp này nữa. Như vậy là hệ thống đã thực hiện thêm học sinh sang lớp này rồi. Kiểm tra lại, thầy cô sẽ thấy học sinh vừa có ở lớp 9 học sinh giỏi toán và vẫn có ở trong danh sách lớp 9B thầy cô nhé. Với hướng dẫn vừa rồi thì thầy cô có thể nhanh chóng chuyển một học sinh từ lớp A sang lớp B hoặc cũng có thể thêm học sinh vào lớp B mà vẫn giữ nguyên ở lớp A. Nếu gặp khó khăn gì, thầy cô hãy liên hệ ngay OLM để được hỗ trợ. Chúc quý thầy cô thực hiện thành công!